Bố đồ nhỏ, nhấc chân lên. Con lượn qua lượn lại làm gì thế? Bố nhìn xem, nền nhà bẩn như vậy, sofa cũng bừa bộn, còn phải quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Hả? Mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Sao đột nhiên con đồ to lại làm việc nhà thế này? Bố đồ nhỏ, đứng tránh ra nào, đừng cản trở con quét dọn. Mẹ về rồi đây. Sao thế? Không phải em đang nằm mơ chứ? Con đồ to đang quét dọn sao? Từ sau khi về nhà, nó liền bắt đầu bận rộn không ngừng, thật sự khiến người khác cảm thấy bất an. Con đồ to, con đang làm gì thế? Mẹ tập về, cửa sổ nhà chúng ta bẩn quá, con đang lau cửa kính. Hôm nay lại chăm chỉ như vậy, có chuyện gì sắp xảy ra sao? Bố đừng làm bừa, mau trả lại cho con. Vậy thì con phải trả lời câu hỏi của mẹ trước đã. Ai da, không được, sắp không kịp rồi. Không kịp cái gì? Con đồ to, nói cho bố mẹ biết, bố mẹ còn có thể giúp con chứ. Trường mẫu giáo thông báo, tối hôm nay, giáo viên sẽ đến thăm nhà chúng ta. Chẳng trách nó lại bận rộn dọn dẹp phòng khách, thì ra là muốn đón tiếp giáo viên đến thăm nhà. Nhưng là giáo viên nào tới nhà chúng ta vậy? Chính là cô giáo Nguyệt Nga mà con thích nhất. Các bạn nhỏ, giờ cô chia táo cho mọi người. Mọi người xếp hàng đi rửa tay nào. Lúc nào cô cũng mỉm cười. Đừng lo, thử nghĩ kỹ xem. Em sẽ làm được. Cô giáo trước giờ chưa từng tức giận, vô cùng kiên nhẫn. Con phải sắp xếp nhà cửa thật gọn gàng để tạo ấn tượng tốt nhất cho cô Nguyệt Nga. Được thôi con đồ to, bố và mẹ nhất định sẽ giúp toàn lực phối hợp với con. Vâng ạ. Ai da, cô Nguyệt Nga nhất định sẽ lên thăm phòng của con. Con phải mau chóng dọn phòng mới được. Bố đồ nhỏ, có, bố lau sạch hết cửa kính trong phòng khách nhé. Mẹ tập về. Hả? Mẹ hãy làm một chiếc bánh gato mà mẹ giỏi nhất. Cô Nguyệt Nga nhất định sẽ rất thích. Con đi dọn phòng đây. Cô Nguyệt Nha đó, lẽ nào còn tốt hơn em sao? Đừng ghen tị chứ, hiếm khi thấy đồ to hào hứng như vậy. Chúng ta nhất định phải ủng hộ con. Được rồi, em đi làm bánh đây. Mình phải lên lầu xem phòng của đồ to dọn dẹp thế nào rồi. Con đồ to, con dọn xong chưa? Trời ơi, sổ sách này ở đâu ra thế? Con chuyển từ phòng của bố đồ nhỏ sang đấy. Cô Nguyệt Nga nhất định rất thích những bạn nhỏ chăm đọc sách. Nhìn thấy trong phòng con có nhiều sách như vậy, chắc chắn cô sẽ rất vui. Con đồ to, bố nghĩ cái mà cô Nguyệt Nga muốn nhìn thấy là căn phòng thường ngày của con đồ to. Sạch sẽ gọn gàng là đủ rồi. Để nhiều những loại sách mà bình thường con không đọc, tức là lừa dối cô giáo đấy. Bố đồ nhỏ, bố nói đúng, con sẽ nghe lời bố. Mấy bông hồng em vất vả chăm sóc, sao không thấy đâu nữa? Mẹ tập về đừng sốt ruột, hoa ở trong nhà, con hái xuống để đón tiếp cô Nguyệt Nha. Trời ơi, bố, mẹ, nhìn này, cái này để làm gì? Định đón Giáng sinh sớm ư? Bố đồ nhỏ, giúp con treo ở trước cửa nhà nhé. Đồ to, đừng phun nước hoa nữa, mẹ chết ngộp mất. Ôi, chuyện gì vậy? Thật không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Bố đồ nhỏ, cái này treo ở đâu? Treo ở trên đèn treo hay là treo ở hàng rào ngoài sân? Con đồ to, cô Nguyệt Nha đến thăm nhà. Mục đích là để nhìn thấy không gian sống hàng ngày của đồ to. Con có biết không? Đúng thế, tâm trạng chào đón cô giáo của con, mẹ có thể hiểu được. Nhưng trang hoàng quá mức thì không tốt đâu. Cô giáo tới thăm nhà chứ không phải đến tham quan. Vậy được rồi. À, cô Nguyệt Nha đến rồi. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về, mau chuẩn bị sẵn sàng. Hoan nghênh cô giáo, hoan nghênh cô giáo, hoan nghênh cô giáo. Lần đầu tiên tới thăm nhà, mọi người lại tiếp đón long trọng như vậy. Thật sự làm tôi thấy ngại quá. Tìm mãi, tìm mãi, tìm không thấy. Không phải cái này, không phải cái này.
áo sơ mi của mình đâu? Sao tìm mãi không thấy vậy? Bố đầu nhỏ, anh lại lục tung tủ quần áo lên rồi. Nhưng mà chiếc áo sơ mi kẻ sọc của anh không biết để ở đâu rồi. Anh lục khắp cả tủ quần áo mà vẫn không tìm thấy. Anh đang vội lắm rồi. Là cái này phải không? Đúng thế, chính là nó. Mẹ tập về, em giỏi quá. Cà vạt đâu? Cà vạt đâu? Ây da, cà vạt của anh đâu rồi? Đây. Bố đồ nhỏ, anh cũng thật là thứ gì cũng không tìm thấy. Anh là nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên không thể thường xuyên lục tủ quần áo được, nhưng những thứ khác nhất định cũng có thể tìm được. Anh đi làm đây. Cứ vậy nhé, tạm biệt. Anh về rồi, có ai không? Hả? Mọi người đi đâu cả rồi? Bố đồ nhỏ, con đang giúp mẹ tập về nấu cơm. Ồ, con đồ ta nấu cơm sao? Nhất định là rất ngon. Không phải đâu, con chỉ giúp bóc mấy củ tỏi thôi. Vừa đúng lúc ăn cơm. Ai da, em quên rắc hạt tiêu vào canh rồi. Để anh đi lấy. Không phải cái này, cũng không phải cái này. Mình không tin là không tìm được. Mình không tin là không tìm được. Ai da, chắc là ở trong tủ. Có vẻ như ở trong cái tủ này. Mẹ tập về. Hết hạt tiêu rồi. Anh tìm khắp cả phòng bếp mà vẫn không tìm thấy. Sao lại thế được? Buổi trưa em vừa mới dùng mà. Anh nhìn xem, đây là cái gì? Sao anh không tìm thấy nhỉ? Sắp sửa có hoạt hình rồi. Sao không tìm thấy điều khiển tivi chứ? Con đồ ta đừng lo, để bố tìm giúp con nhé. Bố đồ nhỏ cố lên. Bố đồ nhỏ, phim hoạt hình sắp chiếu rồi. Mẹ tập về, điều khiển tivi bỏ nhà đi rồi. Con với bố đồ nhỏ chẳng thấy ở đâu cả. Phim hoạt hình của con sắp chiếu hết rồi. Điều khiển tivi ở trong ngăn kéo của tủ tivi. Trong ngăn kéo ư? Ồ, được xem hoạt hình rồi. Con đồ to, con với bố con giống nhau quá. Ngay cả việc tìm đồ không thấy cũng giống nhau. Bản vẽ đâu? Bản vẽ của mình đâu? Đi đâu mất rồi? Bản vẽ của mình đi đâu mất rồi? Là tờ này phải không? Không sai, không sai. Anh đang tìm nó đấy. Mẹ tập về. Mẹ có nhìn thấy dép lê của con đâu không? Chẳng phải ở đây sao? Hai bố con phải xem xét lại bản thân. Vì sao thứ gì cũng không tìm thấy chứ? Chính là vì hai người dùng đồ xong không chịu dọn dẹp. Rất nhiều thứ đều là do mẹ dọn dẹp đấy. Ồ, thì ra là như vậy. Đúng là hai bố con đã làm không tốt. Con đảm bảo sau này sẽ trở thành vua tìm đồ. Nhất định sẽ tìm thấy. Vua tìm đồ, vậy con có thể giúp mẹ tìm hộp bút màu sáp mới mua không? Bút sáp ư? Bút sáp ư? Hình như là để ở đây. Mẹ tập về, có thể đổi cho con tìm thứ khác không? Hôm qua con vẽ tranh xong, là mẹ giúp con dọn vào đấy. Con đồ to, sau này hai bố con phải giám sát lẫn nhau mới được. Đúng, tự mình dọn dẹp đồ đạc sẽ không còn không tìm thấy nữa. Mong là hai người nói được làm được. Nhất định làm được. Chuẩn bị sẵn sàng rồi mới hành động.
Chào chú Mao. Xin chào. Đón đồ to đi học về à? Đúng thế. Chú Mao, chú đang ngồi trên ghế sofa à? Đúng thế. Đây là loại sofa bơm hơi mới nhất đấy. Hả? Sofa bơm hơi ư? Đúng thế. Ở đây có bán đấy. Xem ra cũng không tồi. Chúng ta cũng mua một cái đi. Được ạ. Mẹ Tạp về nhất định sẽ rất thích. Chú Mao à, giúp tôi lấy một cái bơm hơi thử xem có bị thủng không. Không thành vấn đề. Tuyệt quá. Đồ do tôi bán chắc chắn không có vấn đề. Được rồi, tôi xì hơi đi nhé. Dù sao cũng không nặng, chúng tôi khiêng về được rồi. Đúng thế, con chính là đại lực sĩ. Được thôi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cuối cùng về đến nhà rồi. Có vẻ như có chút vấn đề. Ai da, đây là vấn đề lớn. Sofa to hơn cửa, phải làm sao đây? Hả, làm thế nào đây? Nhìn cú đấm siêu cấp của con đây. Trong sofa đều là không khí, chúng ta không thể dùng lực quá mạnh, sofa sẽ nổ đấy. Xem ra được rồi. Bố đồ nhỏ, giờ phải làm thế nào? Lại bơm không khí vào thôi. Ý con đồ to, có vẻ chúng ta không có công cụ để bơm hơi sofa rồi. Công cụ để bơm hơi? Được rồi. Bố đồ nhỏ mau đi lấy đi. Là con đồ to đi lấy mới phải chứ. Nhưng con không chạy nhanh bằng bố đồ nhỏ mà. Vậy chúng ta chơi oẳn tù tì. Chúng ta xem ai thua thì phải đi lấy bơm, được không? Oẳn tù tì. Đấm. Oẳn tù tì. Kéo. Con thắng rồi. Bố mang bơm về rồi. Sofa bơm hơi sắp phục hồi nguyên dạng rồi. Bố đồ nhỏ, vẫn chưa bơm căng mà. Có chuyện gì vậy? Đây là chuyện gì? Ây da, bố đồ nhỏ, chỗ này rách rồi. Nhất định là lúc nãy vào cửa không cẩn thận đã làm rách rồi. Chết rồi, có phải sofa không dùng được nữa không? Bố cũng không biết nữa. Xem ra phải đến chỗ chú Mao, hỏi xem nên làm thế nào. Oẳn tù tì. Đến lượt con đồ to đi rồi. Được ạ. Bố đồ nhỏ, chú Mao nói dùng những thứ này có thể sửa được sofa. Đơn giản thôi, dán một chút là được rồi. Bố là kỹ sư cầu đường cơ mà. Con đồ to, nhìn thấy chưa? Chỉ có người kỹ sư tài giỏi như bố mới có thể mau chóng cắt được một miếng dán phù hợp thế này. Bố đồ nhỏ thật là giỏi. Đương nhiên rồi, tiếp theo bôi keo dán vặn năng vào là được. Thế này thì ít quá. Lỡ tay, lỡ tay, lau đi là được. Dính quá. Chuyện gì thế này? Sao lại dính thế? Hai người sao thế? Rảnh rỗi không có gì làm, lại đi nghịch keo dán à? Mẹ Tập về, bọn con đang làm việc có ích. Sofa bơm hơi bị rách rồi, bố đồ nhỏ phải dán lại. Sofa bơm hơi là cái gì? Chính là cái này. Chính là cái này. Hai bố con ấy à, trước khi mua cũng không đo đạc kích thước cửa nhà mình. Trước khi dùng keo dán cũng không chọc lỗ cho to một chút. Cho nên sự việc phía sau mới trở nên ngày càng rắc rối. Lần này bố con anh nhận được bài học rồi. Đảm bảo lần sau sẽ không mắc lỗi như vậy nữa. May quá, không xảy ra sự cố gì nữa. Bố đồ nhỏ, cái sofa này đặt ở phòng khách sao lại to như vậy? To quá, trong nhà căn bản không có chỗ nào có thể để vừa. Chuyện này, đúng thế, sau này phải nghĩ kỹ rồi mới làm. Bố đồ nhỏ, vậy cái sofa này làm thế nào đây? Xem ra chỉ có thể đợi sau này đi du lịch thì mang theo để ngồi thôi. Thank you.
mẹ bị mọc mụn. Sao thế? Sao thế? Sao thế? Con đồ to, con ở đâu? Để bố bảo vệ con. Bố tới đây. Em yêu, em có sao không? Anh sợ chết mất. Anh còn tưởng là động đất, còn đáng sợ hơn động đất nhiều. Em bị mọc một cái mụn. Anh còn tưởng là chuyện gì, chỉ là một cái mụn nhỏ thôi mà. Nhìn như một hạt hồng đậu nhỏ, hợp lắm. Thật sự rất đẹp mà. Anh nói cái gì? Rốt cuộc anh có quan tâm đến em không? Anh ra ngoài cho em. Mình lại nói sai gì sao? Bố đồ nhỏ, mẹ tập về đâu? Mẹ con đang... Là mẹ tập về. Con biết rồi, mẹ đang đóng vai hiệp nữ trong phim cổ trang. Wow, lúc mụn của mẹ tập về trông giống như mặt trời nhỏ. Hai người đều cười mẹ. Từ giờ trở đi, hai người đừng nghĩ tới việc nhìn thấy mặt mẹ nữa. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về giận thật rồi. Chúng ta nên làm sao đây? Để bố nghĩ xem. Có cách rồi. Chỉ cần dùng phần mềm làm đẹp này để chụp ảnh, để mẹ tập về yêu quý của con có thể loại bỏ cái mụn giống như mặt trời kia. Bố đồ nhỏ, bố thật là thông minh. Hai bố con này làm mình tức chết mất. Đây là cái gì? Mẹ tập về thân yêu. Hãy dùng điện thoại chụp ảnh mặt của mình. Nó sẽ giúp trả lại cho mẹ dung nhan hoàn hảo không tì vết. Con trai và chồng yêu của em. Hai bố con này cũng giỏi thật. Thế nào, được chưa? Không cần mụn nữa. Có thể vứt bỏ cái mũ kỳ quặc này rồi. Được rồi, bắt đầu từ giờ trở đi, chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại. Như vậy hai người sẽ không phải nhìn thấy mẹ thật nữa. Tạm biệt. Chuyện này... Nói cho hai người biết, mẹ không tiện xuất đầu lộ diện, nên hai người rửa bát nhé. Được rồi. Bố đồ nhỏ, con có cách rồi. Chúng ta có thể làm thế này. Hay quá, con đồ to, con không hổ là con trai của bố. Không xong rồi, mẹ tập về mau mở cửa. Con đồ to nó, con đồ to làm sao? Nó, mau đi nhìn nó xem. Nó. Mẹ tạp về. Con đồ to, sao lại thế này? Chắc chắn là bị thủy đậu rồi. Mau lên, mẹ đưa con đi bệnh viện. Mẹ tạp về, con bị mọc mụn rồi. Con xấu rồi, mẹ sẽ không ghét con chứ? Đương nhiên là không rồi. Cho dù con có bộ dạng thế nào, thì ở trong lòng mẹ, con vẫn luôn đáng yêu nhất. Hai người đang giở trò gì đây? Mẹ tập về, cho dù mẹ có bộ dạng thế nào, thì ở trong lòng hai bố con, mẹ vẫn là người đẹp nhất. Đúng thế, cho dù khắp mặt đầy là mụn, thì anh cũng không để ý đâu. Đương nhiên chuyện đó là không thể rồi. Mẹ ơi, mau bỏ mạng che mặt xuống đi. Mẹ có mụn cũng chẳng hề xấu chút nào. Giống như một cái nốt ruồi mỹ nhân vậy, khiến mẹ càng đẹp hơn. Vậy được rồi. Mẹ của con là người mẹ đẹp nhất trên đời. Từ nhỏ khiêm tốn.
Được rồi cô Thái, sau này có bán loại hoa quả nào cứ trực tiếp viết lên đây là được, tiện lợi mà lại hiệu quả. Vậy tôi đi đây. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Giờ thì tiện rồi. Cảm ơn anh nhé. Bố đồ nhỏ làm được tấm bảng đen đẹp thế này. Đương nhiên rồi, bố cháu là kỹ sư mà. Không hổ là kỹ sư, việc gì cũng biết làm. Không không, tôi làm có tốt lắm đâu. Khiến cô chê cười rồi. Bố đồ nhỏ, vừa rồi sao bố lại nói dối? Hả? Bố nói dối lúc nào? Vừa rồi tấm bảng đen nhỏ đó, bố nói là làm không tốt, nhưng rõ ràng là bố làm rất tốt mà. Con đồ to, đây không gọi là nói dối mà gọi là khiêm tốn. Khiêm tốn ư? Đúng, khiêm tốn là một đức tính tốt, không thể vừa được người khác khen là đã dương dương tự đắc. Như vậy sẽ rất dễ sinh ra kiêu ngạo. Ồ, thì ra là như vậy. Bố đồ nhỏ thật là khiêm tốn. Chiếc xe trượt kiểu mới mẹ tập về mua cho mình thật tốt quá. Còn có thể điều chỉnh được độ cao nữa. Bố đồ nhỏ, mau tới thử xe trượt mới của con đi. Độ cao này bố cũng có thể trượt được đấy. Mau tới thử xem. Không được, không được. Bố không biết trượt. Bố không giữ được thăng bằng tốt như con đồ ta đâu. Bố đồ nhỏ không biết đi xe trượt sao? Bố đồ nhỏ thật là khiêm tốn. Bố đừng khiêm tốn nữa. Ấy ấy, cứu tôi với. Wow, giỏi quá. Đừng. Bố đồ nhỏ trượt giỏi quá. Bố đồ nhỏ trượt giỏi như vậy, bố còn nói là không biết trượt nữa. Bố khiêm tốn quá. Bố không khiêm tốn. Bố, quả thật là bố không dám chơi cái này mà. Con biết rồi, bố bận đi làm việc rồi. Bố đồ nhỏ yên tâm, con sẽ đội mũ bảo hiểm và đeo thiết bị bảo vệ. Con nhất định sẽ luyện tập còn giỏi hơn bố nữa. Bố đâu có giỏi chứ. Món đồ chơi xe trượt này, bố thật sự không có giỏi đâu. Này, anh làm rơi đồ rồi. Xem ra, đành phải thông báo cho công ty chuyển phát thôi. Ôi, con làm sao thế? Con nhìn thấy rồi nhé. Vì sao bố không trao trả gói hàng cho chú giao hàng chứ? Không phải, không phải bố muốn chiếm lấy gói hàng này làm của riêng đâu. Mà do chú ấy đi nhanh quá, bố đuổi theo không kịp. Vậy sao bố không dùng xe trượt chứ? Xe trượt cũng rất nhanh mà. Nhưng mà bố không biết dùng loại xe trượt này. Bố đừng khiêm tốn nữa. Vừa rồi rõ ràng là bố trượt rất giỏi mà. Con đồ to, bố thực sự không biết mà. Bố không lừa con đâu. Không tin thì nhìn xem. Sự việc đến nước này để chứng minh sự trong sạch của mình, đành phải thử vậy. Bố đồ nhỏ, bố cố tình phải không? Không phải, con phải tin bố. Thì ra bố đồ nhỏ thật sự không biết. Cảm ơn anh đã gọi điện thông báo cho chúng tôi. Nếu không gói hàng này đã bị mất rồi. Đừng khách sáo, là việc nhỏ thôi mà. Không không, anh chính là vị cứu tinh mà. Không không, tôi có làm được gì đâu. Bố đồ nhỏ, bố giỏi thật đấy. Con phải học tập bố. Có điều, bố lại thật sự không biết đi xe trượt sao? Chuyện này cũng thật là kỳ lạ. Con đồ to, chuyện này thì có gì là lạ chứ? Con tự nghĩ xem, dù là người vạn năng thì cũng có những việc không biết làm chứ. Từ hôm nay, bố sẽ theo con học đi xe trượt có được không? Không thành vấn đề, con chính là người đi xe trượt giỏi nhất. À không, con phải khiêm tốn. Con là người đi xe trượt giỏi thứ hai.
cầu bánh bao của mọi người. Nhìn xem, đây là giải thưởng cao nhất trong giới thiết kế cầu đường. Còn cái này nữa. Bố đồ nhỏ là chuyên gia thiết kế cầu đường quốc tế. Đừng nói như vậy, bố vẫn còn phải tiếp tục cố gắng. Giỏi lắm, giỏi lắm. Nào, cái này tặng anh. Vốn là định tặng anh làm quà sinh nhật, nhưng anh đã giành được giải thưởng lớn như vậy, em liền mang ra tặng trước để làm quà chúc mừng anh. Cảm ơn. Cảm ơn mẹ tập về. Mình cũng muốn tặng bố đồ nhỏ một món quà thật tuyệt. Bố đồ nhỏ rất thích cầu lớn. Cây cầu thế nào mới là tuyệt nhất đây? Bình thường quá. Trước kia mình đã vẽ tặng bố đồ nhỏ mấy cây cầu như thế này rồi. Đi hỏi xem bố đồ nhỏ muốn cây cầu lớn thế nào. Bố đồ nhỏ, tối nay chúng ta hấp bánh bao ăn nhé. Được, anh thích nhất là ăn bánh bao thơm phức. Buổi tối ăn bánh bao à? Bánh bao, đúng rồi, bánh bao. Một mình thì có vẻ khó quá. Mình phải đi nhờ các bạn giúp mới được. Anh đầu to, táo nhỏ cũng ở đây à? Vâng, em đang chơi búp bê với kẹo bông. Anh đầu to cũng chơi cùng bọn em nhé. Không không, anh có chuyện quan trọng tới đây nhờ mọi người giúp đỡ. Cái cúp đó của bố đồ nhỏ to chừng này này. Để chúc mừng bố đồ nhỏ, mẹ đã tặng bố đồ nhỏ một đôi giày da rất đẹp. Nhưng mình thì chẳng có gì cả. Cô đám mây có thể cho cháu một ít bột mì không? Cháu muốn tặng bố bột mì ư? Không không, cháu muốn làm một cây cầu đặc biệt để tặng bố đồ nhỏ, cầu bánh bao. Vậy à, không thành vấn đề. Giờ cô đi nhào bột cho cháu nhé. Đi nào, bọn mình cũng đi giúp anh đầu to thôi. Bột nhào xong rồi. Đầu to, cháu rửa tay chưa? Rồi ạ. Được, vậy các cháu chơi nhé. Cô đi tưới hoa đây. Cảm ơn cô đám mây. Bắt đầu làm thôi. Xong rồi. Đây là cây cầu tuyệt nhất mà mình tặng cho bố đồ nhỏ. Anh đầu to, em thấy nó vẫn chưa phải là tuyệt nhất. Không đẹp sao? Kiểu dáng thì rất đẹp, nhưng không có màu sắc nên không đẹp. Đúng thế, nếu có màu sắc thì sẽ hoàn hảo. Đúng thế. Anh đầu to, em có bút màu đấy. Không được, không được. Dùng bút màu tô lên bánh bao thì sẽ không ăn được nữa. Vậy phải làm thế nào? Có cách rồi. Chúng ta dùng nước hoa quả để tô màu, vậy thì có thể ăn được. Táo nhỏ, em thật là thông minh. Xong rồi, màu làm xong rồi. Em muốn tô màu hồng đẹp nhất. Đẹp quá, cảm ơn các em. Khang Nguyên, một mình ăn còn không đủ đâu. Khang Nguyên, mình không muốn bánh bao ngọt của cậu. Có thể cho mình cái hộp được không? Bạn cần hộp để làm gì? Cầm lấy nè. Cảm ơn. Như vậy sẽ không bị bẩn nữa. Con đồ to, tay con đang cầm cái gì thế? Mẹ tập về nhìn xem. Đây là quà con tặng bố đồ nhỏ. Có điều, vẫn cần mẹ tập về giúp một chút. Ồ, quà gì mà cần mẹ giúp đỡ thế? Đây là... Mẹ tập về nói nhỏ thôi. Đây là món quà bất ngờ con tặng bố đồ nhỏ. Một cây cầu bánh bao. Con đồ to này, món quà của con, bố đồ nhỏ nhất định không ngờ tới. Bánh bao nóng hổi, hấp xong rồi đây. Tới đây. Bố đồ nhỏ, đây là món quà con tặng bố. Chúc mừng bố đứng thứ nhất. Đây là cầu bánh bao ư? Đúng vậy, sáng tạo này thật là thú vị. Đây là cây cầu bánh bao của mọi người. Đều nhờ được mọi người giúp đỡ nên con mới làm ra được. Được rồi, các cháu chơi đi. Cô đi tưới hoa đây. Cầm lấy đi. Thơm quá đi mất. Giỏi lắm. Vậy sau này khi người khác cần giúp đỡ, con sẽ làm thế nào? Đương nhiên là cố gắng giúp đỡ rồi. Đúng, giúp đỡ lẫn nhau là một đức tính rất tốt đẹp. Con biết rồi. Con... Chất lượng của cây cầu này cần phải nâng cao rồi. Vậy chúng ta cùng thưởng thức món quà đặc biệt này nào.
con đầu to, bố đầu nhỏ. Một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Con đầu to, bố đầu nhỏ. Một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào.